Ukraine đang lo sợ khi ông Trump thắng, có phải dấu hiệu kết thúc của Ukraine? Chào các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tất cả chúng ta đều biết rằng điều mà ông Trump phản đối nhiều nhất là việc Hoa Kỳ không ngừng hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Do đó, nếu ông Trump đắc cử Tổng thống, đây chính là điều khiến Ukraine lo ngại nhất. Bây giờ khi ông Trump đã đắc cử, tương lai của Ukraine sẽ ra sao và tình hình sẽ diễn biến như thế nào? Hãy cùng phân tích nhé. Như các bạn đã thấy, trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump thường xuyên chỉ trích việc Hoa Kỳ chi tiêu quá mức để viện trợ cho Ukraine. Đã có lần, ông Trump còn nhận xét Tổng thống Zelensky là một nhà thương thuyết tài ba khi đã thành công thuyết phục Hoa Kỳ chi hàng trăm tỷ đô la để viện trợ cho Ukraine. Từ quan điểm của một doanh nhân, ông Trump cho rằng viện trợ nhiều cho Ukraine không đem lại lợi ích cho người dân Mỹ mà còn ảnh hưởng đến tài chính của họ. Nhiều người Mỹ cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng đất nước không cần lãng phí vào cuộc chiến ở Ukraine mà không mang lại lợi ích trực tiếp. Đồng minh quan trọng, nhưng viện trợ cần giới hạn. Thực tế là sự tồn tại của Ukraine giờ đây gần như phụ thuộc vào Mỹ. Số tiền mà Mỹ hỗ trợ cho Ukraine còn lớn hơn cả châu Âu cộng lại. Chỉ riêng gói viện trợ gần nhất, Mỹ đã phê duyệt tới 61 tỷ đô la cho Ukraine. Đây là con số không hề nhỏ. Vậy nên, nếu không có Mỹ bảo vệ, Ukraine sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của Nga. Tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với Ukraine hiện tại là rất lớn. Dưới nhiệm kỳ Tổng thống Biden, ông Biden đã theo đuổi chiến lược đoàn kết đồng minh, sẵn sàng chi tiền của Mỹ để tạo mối liên kết vững chắc. Nhờ đó, Mỹ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với các đồng minh. Như đã phân tích, điều này giúp Mỹ có tiếng nói quan trọng hơn. Bởi khi các đồng minh quá phụ thuộc vào Mỹ, họ không thể không nghe theo Mỹ. Mỹ có khả năng kiểm soát nhiều đồng minh, và khi điều này xảy ra, Mỹ sẽ có quyền tác động đến toàn cầu. Vì phần lớn các cường quốc trên thế giới đều là đồng minh của Mỹ. Khi có quyền kiểm soát thế giới, Mỹ dễ dàng thu lợi kinh tế. Giống như bạn là người đứng đầu một quốc gia, bạn có quyền kiểm soát các dự án. Thậm chí, việc kiểm soát các dự án bất động sản cũng giúp Biden thu lợi lớn, mà điều này là hợp pháp hoàn toàn. Vì thế, ông Biden tiếp tục nỗ lực gắn kết đồng minh và không tiếc tiền viện trợ cho Ukraine. Số tiền viện trợ cho Ukraine thực chất chỉ là một phần nhỏ so với GDP hơn 20.000 tỷ đô của Mỹ. Số tiền viện trợ này cũng không hoàn toàn là cho không. Trong hàng trăm tỷ đô bơm cho Ukraine, một phần lớn dùng để mua vũ khí của Mỹ, dịch vụ của người Mỹ và một phần khác được vay với lãi suất thấp. Vì vậy, Mỹ không mất gì nhiều. Hiện tại, chính quyền ông Biden vẫn đang cố giải ngân nốt 6 tỷ đô cho Ukraine trước khi ông Trump nhậm chức. Điều này cho thấy sự ủng hộ lớn từ ông Biden dành cho Ukraine. Trong tình cảnh khủng hoảng này, việc Ukraine nhận được sự hỗ trợ dù là cho vay hay viện trợ cũng rất quý giá để tiếp tục đối đầu với Nga. Nếu Mỹ ngừng hỗ trợ, Ukraine sẽ mất đi tất cả. Thế nhưng, điều mà Ukraine lo sợ nhất đã thành hiện thực khi ông Trump đắc cử và sẽ trở thành Tổng thống vào cuối tháng 1 năm tới. Ukraine chỉ còn vài tháng để tính toán nước đi của mình trước khi ông Trump nắm quyền tại Nhà Trắng. Gần 3 năm chiến tranh, Ukraine chỉ lo chiến đấu và dựa vào sự bảo hộ của Mỹ. Nhưng khi ông Trump lên nắm quyền, điều này chưa chắc còn tồn tại. Ông Trump thậm chí có thể ép Ukraine nhận lại một phần lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Như các bạn đã biết, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ nếu trở thành Tổng thống. Dĩ nhiên, 24 giờ chỉ là lời tượng trưng vì không thể đàm phán trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng Internet đã rộ lên nhiều tin đồn về kế hoạch hòa bình mà ông Trump sẽ đưa đến Ukraine. Ukraine chắc chắn không hài lòng với kế hoạch này. Cụ thể, ông Trump và đội ngũ của ông đã vạch ra một khu vực phi quân sự dọc biên giới Nga và Ukraine dài khoảng 1.300 km. Khu vực này sẽ không cho phép xảy ra chiến tranh. Quân đội Nga và Ukraine đều không được hiện diện ở đây. Thay vào đó, châu Âu sẽ cử lực lượng giữ gìn hòa bình, tuần tra tại đây và không mang theo vũ khí hạng nặng để tránh đe dọa an ninh Nga. Quân đội Mỹ cũng không tham gia vào khu vực này. Ông Trump khẳng định Mỹ không cần lãng phí tiền cho việc giữ gìn hòa bình tại Ukraine. Sau đó, ông sẽ yêu cầu ông Putin và ông Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Trong đó, Ukraine sẽ cam kết không gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm. Sau 20 năm, có gì sẽ tính sau? Đồng thời, Ukraine có thể phải nhượng lại phần đất mà Nga đang kiểm soát. Nói cách khác, Ukraine có thể bị chia cắt thành hai phần, một phần thuộc về Nga, phần còn lại nghiêng về phương Tây. Ukraine cho rằng kế hoạch này là một sự chấp nhận thất bại và chắc chắn không hài lòng. Trong khi đó, Nga sẽ cam kết rút quân và không tấn công Ukraine, cũng không xâm phạm khu vực phi quân sự, nơi người dân chỉ sinh sống và làm việc. Không có chiến sự, an ninh sẽ được giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu. Phương án này có thể mang lại cuộc sống bình thường cho người dân Ukraine và dường như cũng là điều Nga đang muốn. Thực tế gần đây ông Putin đã ngỏ ý sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ, nhưng Nga vẫn giữ nguyên quan điểm không thay đổi các điều kiện hòa bình với Ukraine. Như các bạn đã biết, Nga đưa ra 3 điều kiện. Đầu tiên là Ukraine phải công nhận những vùng đất mà Nga đã chiếm. Điều này hiện có chút thay đổi so với trước. Cụ thể, Ukraine đã chiếm lại Kursk từ Nga.
nên nếu đàm phán, Nga có thể phải nhượng lại một số khu vực đã chiếm từ Ukraine để lấy lại Kursk. Điều kiện thứ hai là Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO vĩnh viễn. Điều này có thể thỏa thuận với ông Trump vì theo kế hoạch Ukraine chỉ cần cam kết trong 20 năm tới. Nga muốn cam kết mãi mãi, nên đây có thể là điểm mâu thuẫn trong đàm phán. Nhưng 20 năm cũng không phải ngắn, lúc đó ông Putin có thể đã không còn và nước Nga cũng như quan hệ với Ukraine có thể sẽ khác. Theo mình, 20 năm là thời gian Nga có thể chấp nhận được. Điều kiện thứ ba là Nga yêu cầu Ukraine phải duy trì trung lập. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Ukraine, chấp nhận hòa bình như vậy chẳng khác nào thua cuộc. Họ đã hy sinh hàng trăm nghìn người nhưng cuối cùng vẫn mất đất và không được gia nhập NATO. Nếu biết vậy từ đầu, họ có thể đã đầu hàng để tránh tổn thất nhân mạng và đau khổ trong suốt 3 năm qua, có khi còn đỡ mất đất hơn. Hơn nữa, hàng nghìn tỷ đô la đã bị tiêu tốn và phá hủy trong cuộc chiến này. Giờ nếu chấp nhận hòa bình theo phương án trên, Ukraine chẳng được gì sau 3 năm chiến đấu. Dù vậy, Ukraine cũng khó lòng chấp nhận điều này. Nhìn về phía trước, Ukraine còn có gì không? Nếu Mỹ ngừng hỗ trợ, nếu ông Trump không bảo vệ nữa, thì Ukraine có cố đánh tiếp cũng thua thôi. Càng chiến tiếp càng tốn nhân mạng và tiền bạc, thậm chí có thể mất nhiều đất hơn. Có lẽ hòa bình lúc này là phương án cắt lỗ hợp lý nhất. Nhất là khi Nga gần đây đã huy động cả quân đội Triều Tiên, khiến sức mạnh của Nga tăng lên đáng kể. Nếu chiến tiếp có thể không đạt được gì, nhưng ngừng lại sẽ giúp người dân trở về cuộc sống bình yên. Dưới góc nhìn của người dân, nhà của họ vẫn là 100 mét dù đất nước có chiếm được thêm lãnh thổ nào hay không. Nhiều người dân có thiện cảm với Nga, còn Ukraine thì không đoàn kết hoàn toàn. Những người thân Nga, thích ở với Nga thì giữ họ làm gì? Nếu giữ, sau này họ lại ly khai, gây nội chiến, đòi chống chính quyền, dẫn đến nhiều người vô tội thiệt mạng. Vậy giữ làm gì? Toàn vẹn quốc gia chỉ có ý nghĩa khi người dân đoàn kết cả về tinh thần lẫn lãnh thổ, chứ dân cứ muốn ly khai thì cũng khó giữ. Vậy tốt nhất là không cần giữ nữa. Ai muốn sống với Nga thì về những tỉnh thuộc Nga, còn ai ghét Nga thì trở về Ukraine. Đánh nhau làm gì cho mệt? Giờ đây chỉ còn chờ ông Trump quyết định liệu có tiếp tục hỗ trợ Ukraine hay dừng lại. Nếu ngừng, Ukraine cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn là đàm phán. Chúng ta cùng phân tích và tổng kết lại nội dung này nhé. Việc ông Trump đắc cử tổng thống có thể đánh dấu bước ngoặt lớn cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhất là khi ông từng bày tỏ quan điểm không muốn Mỹ chi tiêu quá nhiều cho Ukraine. Nếu Mỹ giảm viện trợ, Ukraine sẽ đối diện nguy cơ mất đi nguồn lực sống còn để đối phó với Nga. Việc ông Trump nhận định Tổng thống Zelensky là người thương thuyết giỏi chỉ ra rằng ông thấy Ukraine phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ và nhận viện trợ không tương xứng lợi ích Mỹ nhận lại. Dưới thời Tổng thống Biden, chiến lược của Mỹ là xây dựng liên minh và tăng cường ảnh hưởng qua viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu ông Trump thực hiện kế hoạch giảm viện trợ hoặc đàm phán hòa bình, Ukraine có thể phải nhượng một phần lãnh thổ và cam kết không gia nhập NATO trong 20 năm. Ông Trump có thể đề xuất một khu vực phi quân sự do châu Âu kiểm soát giữa Nga và Ukraine nhằm ngăn chặn xung đột. Đây là điều Ukraine khó chấp nhận vì có thể coi là thua cuộc sau 3 năm chiến đấu đầy mất mát. Nếu Ukraine mất đi hỗ trợ từ Mỹ, họ sẽ lâm vào tình thế khó khăn khi không còn sức mạnh tài chính và quân sự để đối đầu lâu dài với Nga. Ukraine sẽ đối diện lựa chọn khó khăn, tiếp tục chiến đấu với ít cơ hội thành công hoặc chấp nhận đàm phán, nhượng lãnh thổ và giữ lại phần còn lại của đất nước. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về giá trị của toàn vẹn lãnh thổ nếu một bộ phận người dân vẫn hướng về Nga. Phương án hòa bình do ông Trump đề xuất, dù có thể không đáp ứng mong muốn của Ukraine, cũng có thể là lựa chọn duy nhất để dừng lại cuộc chiến đầy tốn kém và hy sinh này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung này. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.